sức khỏe của thú cưng luôn bị đe dọa từ các loại ký sinh trùng và các bệnh truyền lây từ ký sinh trùng. Do đó, kiểm soát ký sinh trùng hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho thú cưng. Sản phẩm Advocate của Bayer có tác dụng điều trị các loại nội ngoại ký sinh trùng trên chó, mèo và ferret. Advocate được thiết kế theo dạng nhỏ giọt, thuận tiện, dễ dàng, sử dụng định kỳ. Giữ tiếp thuốc ở vị trí thẳng đứng, vặn và kéo nắp tiếp thuốc ra, quay ngược nắp lại, vặn vào đầu tiếp thuốc để đâm thủng phần nhựa ép trên miệng tiếp thuốc. Trên mèo và ferret, thuốc được nhỏ trực tiếp lên phần da gáy. Đối với chó nhỏ hơn 25kg, Advocate được nhỏ trực tiếp lên da ở giữa hai xương bả vai. Đối với chó trên 25kg, Advocate được nhỏ 3-4 vị trí dọc theo sống lưng từ giữa hai xương bả vai đến đuôi. Khi nhỏ thuốc, dùng tay vạch phần lông của thú để nhìn thấy phần da. Advocate được nhỏ trực tiếp lên da, bóp tiếp thuốc vài lần cho đến khi thuốc được bơm ra hết. Một khi Advocate được nhỏ lên da, hai hoạt chất imidacloric và moxidectin hoạt động theo hai cách khác biệt. Trong khi imidacloric phân bố đều dọc theo lớp mỡ trên bề mặt da và nang lông, thì moxidectin được hấp thu qua da vào hệ tuần hoàn máu. Chỉ một ngày sau khi sử dụng Advocate, imidacloric đã lan rộng trên toàn bộ bề mặt cơ thể chó. Imidacloric hoạt động chống lại các loại ngoại ký sinh trùng như bọ chét và rận. Với Advocate, bọ chét không cần phải hút máu chó để hấp thu imidacloric, mà imidacloric được hấp thu qua bề mặt cơ thể bọ chét và làm tê liệt hệ thống thần kinh, dẫn đến bọ chét chết nhanh chóng. Hoạt chất thứ hai, moxidectin thẩm thấu qua da và được phân bố khắp các cơ quan trong cơ thể, có hiệu quả tiêu diệt các loại nội và ngoại ký sinh trùng. Moxidectin được lưu trữ ở mô mỡ, có tác dụng giúp thuốc có hiệu lực trong một khoảng thời gian kéo dài. Moxidectin ngăn ngừa giun tim, điều trị ghẻ tai, ghẻ Demodex và Sarcoptes, đồng thời cũng có hiệu quả tốt trong ngăn ngừa giun phổi và điều trị các giun đường tiêu hóa. Với giun đũa, moxidectin xâm nhập cơ thể giun qua đường miệng, phá vỡ các xung thần kinh, dẫn đến tê liệt và chết. Moxidectin còn có tác dụng chống lại một vài loài ngoại ký sinh như ghẻ tai. Ghẻ tai ăn phải hoạt chất moxidectin khi ăn các mảnh vụn của da và chết. Advocate, giải pháp toàn diện bảo vệ thú cưng khỏi ký sinh trùng một cách đơn giản,